trai Hugh Jambi mong được tha thứ sau 3 năm ngập ngụa scandal hư hỏng. Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Jambi tâm sự. Thời gian gần đây, cái tên Jambi liên tục xuất hiện trước công chúng khi anh tham gia hai chương trình The X Factor vào cuối năm 2016 và The Remix năm 2017. Sau khi dừng chân khá sớm ở các cuộc thi này, nam ca sĩ lại cho ra mắt MV Cò Lả cùng bạn diễn Yến Lê và mong muốn sự hoạt động không ngừng sẽ nhận được sự chú ý từ khán giả. Chia sẻ với chúng tôi, Jambi tâm sự, trong 3 năm qua anh gần như im hơi lặng tiếng. Thay vì tập trung ca hát, anh lại vướng vào hàng loạt lùm xùm scandal hủy hoại hình ảnh như đánh bạn gái, chế lời bài hát thô tục, phạm luật giao thông và đặc biệt là miệt thị người đồng tính. Những ồn ào trên khiến nam ca sĩ sinh năm 1991 gần như mất tất cả. Không chỉ đụng chạm đến nhiều bạn bè, đồng nghiệp mà ngay cả khán giả cũng thất vọng và quay lưng với anh. Ngày trước cũng do tuổi trẻ bồng bột, lại nóng quá mất khôn nên tôi đã vô tình làm tổn thương nhiều người. 3 năm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những việc đã xảy ra và quyết tâm thay đổi để giành lại tình cảm từ khán giả. Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Tôi hy vọng mọi người sẽ tha thứ bỏ qua những sai lầm nông nổi của tôi lúc trước, để tôi được làm lại từ đầu, một lần nữa được khán giả đón nhận và yêu thương ca sĩ Jambi. Từ nay trở đi tôi xin hứa sẽ nói không với scandal, chăm chỉ làm việc nghiêm túc để mang lại nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, Jambi tâm sự. Anh cũng cho biết thêm, kể từ khi thành công với Thu Cuối, anh vẫn chưa có một ca khúc nào vượt qua cái bóng của bản hit này. Nhưng nếu tôi cứ sống mãi với cái bóng của Thu Cuối, thì bản thân tôi cũng không muốn vươn lên hay sáng tạo gì nữa. Đó là lý do gần đây, tôi thường xuyên làm việc với những giọng ca nhân tố mới để tìm màu sắc âm nhạc mới lạ. Và Yến Lê đang là một trong những cộng sự rất ăn ý với tôi sau chương trình The Remix, nam ca sĩ khẳng định. Bí mật về quá trình chuẩn bị cho sự trở lại, Jambi cho biết anh và Yến Lê dự trù sẽ thực hiện MV Cò Lả với mức kinh phí 100 triệu đồng. Nhưng khi ra tận Ninh Bình quay 2 ngày liên tiếp, với ekip lên đến 30 người, chi phí đã dội lên 150 triệu. Có lẽ con số này không là gì so với sản phẩm tiền tỷ đang được oanh tạc showbiz Việt. Nhưng cả ekip đã làm việc rất vất vả, miệt mài để có được những cảnh quay đẹp, chân thật nhất có thể. Tuy nhiên do thời gian có hạn nên còn rất nhiều cảnh quay cả hai vẫn chưa thể ghi lại được, Yến Lê và Jambi nói.